Hành trình chuyển mình vươn ra biển lớn, bồi đắp khu đô thị nghỉ dưỡng đa sắc bên mạch nguồn sông Đơ, vang danh vùng đất Sầm Sơn. Từ xa xưa, sông Đơ mang trong mình địa thế hào hùng. Xuất phát từ sông Mã, sông Đơ vượt qua muôn trùng, uốn mình hòa vào biển lớn Sầm Sơn, kiến tạo nên địa thế giao thoa độc bản, điểm xuyết thêm nét mềm mại xứ Thanh. Chỉ cách Hà Nội 90 phút lái xe, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 15 phút, tại nơi biển sông hòa làm một, nhà kiến tạo Sun Group bắt đầu khởi thủy, khơi thông, đánh thức sông Đơ, khoác lên tấm áo mới tràn ngập sức sống, khai mở cung đường huyết mạch, chính thức khởi xây thành phố kế biển ven sông Sun Riverside Village, tái hiện trọn vẹn chất phố Miami giữa phố biển Sầm Sơn, là kiến trúc tân thuộc địa Tây Ban Nha đậm nét nhiệt đới, với mái ngói đỏ truyền thống cùng thiết kế cửa vòm cao rộng, mô phỏng cửa sổ bom tàu đón nắng đón gió, là art deco sôi động cá tính trong gam màu pastel, cùng nhiều họa tiết uốn lượn mềm mại đan cài khéo léo vào hình khối kiến trúc. Bên cạnh đó, Sun Riverside Village còn có trục đại lộ trung tâm lấy cảm hứng từ Ocean Drive, một trong những đại lộ nổi tiếng nhất tại Miami và trên cả thế giới, kết nối trực tiếp tới trục đại lộ San Grand Boulevard sầm uất. Không chỉ là tuyến đường thương mại mang đến cơ hội đầu tư kinh doanh đắc lợi, mà còn là nơi diễn ra các lễ hội ngoài trời đa sắc màu. Tại đây, bạn sẽ được đắm mình vào chất nghệ thuật mang đậm hơi thở Miami với các tác phẩm sáng tạo, các tiểu cảnh với những câu chuyện đầy mê hoặc tại giao lộ nghệ thuật, như đài phun nước hóa băng tượng trưng cho sự may mắn và phồn thịnh, la bàn art deco, sàn diễn art deco cho các nghệ sĩ thăng hoa. Và hơn thế nữa, cư dân và du khách đến đây sẽ được hưởng đặc quyền sống bất tận và sôi động ngày đêm tại công viên bãi biển Miami, thỏa sức với các hoạt động giải trí thể thao trên bãi biển nhân tạo Miami, thong thả trên con đường dạo bộ ven sông Đơ, thưởng thức bữa tiệc thượng lưu tại nhà hàng bến du thuyền, hay thưởng ngoạn cảnh đẹp tại cầu Nhật Thực. Không những thế, bạn còn được hòa mình vào công viên Art Deco với hệ thống tiện ích được nghiên cứu tỉ mỉ và đầy sáng tạo, như quảng trường nước, quảng trường cá đuối, sân chơi trẻ em phong cách Art Deco, hay thưởng thức nét văn hóa đặc trưng của thành phố Miami năng động được tái hiện qua quảng trường ánh sáng hay con đường Broadway. Tiếp đến là những trải nghiệm vô cùng thú vị tại công viên WeRoot, với những bức tranh tường khổng lồ đầy chất nghệ, những lễ hội, cuộc thi sáng tạo hấp dẫn, tất cả cùng nhau tái hiện chất sống Miami, nơi thành phố nghỉ dưỡng Sun Riverside Village. Với quy mô lên tới 29 ha, Sun Riverside Village là mảnh ghép đa sắc của bức tranh hệ sinh thái Sun Group 1260 ha tại Thanh Hóa. Cũng chính tại nơi đây, cư dân còn được thỏa sức mua sắm tại thiên đường của các thương hiệu thời thượng với trục đại lộ San Grand Boulevard sầm uất, tham gia những lễ hội phồn hoa tại quảng trường biển rộng 2 ha, đắm say với thế giới giải trí săn mùa cùng sân khấu nổi trên sông, thưởng thức những show diễn thuyền rồng phục hưng lại cả một bề dày lịch sử của vùng đất. Cứ như vậy, khi vận hội trong tay là lúc đổi thay đẳng cấp xứng tầm. Sun Riverside Village, một khu đô thị nghỉ dưỡng, một kỳ quan sinh thái bên biển Sầm Sơn. Có đội ngũ vận hành uy tín, chuyên nghiệp, mang thương hiệu Sun Property Management với an ninh 24/7, chăm sóc cảnh quan, hỗ trợ cảnh quan, cùng các gói dịch vụ gia tăng xứng tầm, thiết kế riêng cho các chủ nhân, và có cả bình yên đón đợi. Một hành trình chuyển mình đầy kiêu hãnh của sông Đơ, nơi xứ Thanh dựng xây thành phố nghỉ dưỡng ven sông kề biển, với vô vàn trải nghiệm xứng tầm quốc tế, kiến tạo một không gian đáng sống bậc nhất cho chủ nhân, mảnh ghép hoàn hảo của toàn cảnh Sầm Sơn, khởi sắc, vươn cao. Sun Riverside Village, sông xanh, sóng biếc, sống sang.